thưa ông thì cái đoạn đường ngay tại cái khúc cua mà đi qua thôn Xuân An xã Tịnh Hòa này thì nó nguy hiểm như thế nào trong cái việc đi lại của người dân? Khúc cua đây là nó rất là nguy hiểm. Tôi là làm công an viên ở đây rất là đây cũng cả mười mấy năm rồi, cho nên cái đoạn đây nó thường xảy ra tai nạn giao thông và cũng đã có tình trạng xảy ra chết người. Cho nên là khúc cua đây là nói chung là làm cho con người dân coi như rất là hoang mang khi đi trên cái đoạn đường này. Cua đây nó cua rất là nó không do là nó chán cái tầm nhìn. Cái cua nó rất là chán cái tầm nhìn, khi mà ở trên tay xuống đồng thì coi như nhiều lúc là coi như trên cái đoạn kia là nó cái đoạn đường trên kia là người ta đã làm rồi, nó to hơn. Cho nên nhiều lúc là người xe nó đi đó, là nhất là mấy cái xe cầm mà nó giờ nữa. Cho nên nó đi là xuống coi như những cái xe mà nó lọ nó không biết nó chạy với cái tốc độ mà nó nhanh một xíu là làm rất là khó chịu cho người dân, mà khi mà người ta tham gia giao thông mà nhất là những cái xe mà đi xe máy hoặc là đi xe đạp trên cái tuyến đường này. Người dân ở đây cũng mong muốn và có những cái đề xuất kiến nghị như thế nào để mà đảm bảo an toàn cho cái việc đi lại của người dân khi tham gia giao thông tại cái khúc cua này thôi ông? Là cái tuyến đường này là mở ra thông thoáng hơn để cho người dân tham gia giao thông nó đỡ cái lo lắng. Hơn nữa là những người ở lân cận đây cũng như vậy nữa. Cho nên nhiều lúc là họ đi xe mà cứ sợ là họ chạy xe vô ngọ luôn. Cho nên người dân cũng rất mong muốn cái tuyến đường này là mở rộng như cái tuyến ở trên để cho nó giúp bước mình trao luôn, cho nó thông thoáng, cho người dân coi như là đỡ có quân môn. Trên cái quốc lộ 24B đây là coi như là cái lưu lượng giao thông nó rất là đông. Để cả người dân ra ngoài tỉnh người ta đây cũng rất là đông nữa, vì sao nó giúp với cái tuyến đường của xã Bình Châu, mà Bình Châu nó có một cái cổng gọi là cổng du lịch, cho nên cái đi ra ngoài Lý Sơn nó cái lưu lượng mà mùa hè đó là người ta đi tham quan ra ngoài Lý Sơn cái lưu lượng xe rất là đông, người ta tham gia giao thông rất là đông, cho nên nó nhiều lúc là coi như nó kẹt xe luôn á. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chú ý cẩn thận hơn khi đi qua khúc cua trên quốc lộ 24B thuộc thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa.